lò vi sóng âm tủ MW925BF dung tích 25 lít với thiết kế khoang lò phẳng, không sử dụng đĩa xoay, tiện lợi và dễ vệ sinh. Khi sử dụng lò vi sóng, bạn luôn để thức ăn vào lò trước khi bắt đầu điều chỉnh cho lò hoạt động. Lò vi sóng MW925BF điều khiển cảm ứng với các phím chức năng như sau. Thanh trượt dùng để điều khiển thời gian, công suất và chức năng. Phím công suất vi sóng, chức năng nướng và nướng kết hợp. Chương trình nấu tự động với 8 món ăn cài đặt sẵn. Chương trình rã đông theo thời gian, chương trình rã đông theo trọng lượng. Cài đặt giờ địa phương và chức năng hẹn giờ, dừng hoặc hủy chương trình đang hoạt động, xác nhận hoặc bắt đầu chương trình. Lò vi sóng MW925BF có 10 mức công suất khác nhau từ 10 đến 100%. Để điều khiển mức công suất, chạm vào phím vi sóng, sau đó nhấn nút Confirm Start để chuyển sang điều khiển thời gian bằng cách trượt thanh trượt, sau đó bấm xác nhận, lò vi sóng sẽ bắt đầu hoạt động. Lò vi sóng MW925BF có chức năng nướng và vi sóng kết hợp nướng. Để chọn chức năng nướng, bấm một lần phím Grill Combi, màn hình hiển thị chữ G bấm nút Confirm Start, kéo thanh trượt để chọn thời gian và nhấn Confirm Start để bắt đầu. Chọn chức năng vi sóng kết hợp nướng, nhấn nút Grill Combi 2 lần, màn hình hiển thị C1 nghĩa là vi sóng 55% và nướng 45% hoặc C2 lò hoạt động công suất vi sóng 34% và nướng 66%. Nhấn nút Confirm Start, kéo thanh trượt để điều khiển thời gian, bấm Confirm Start để hoạt động. Để chọn các menu tự động, bấm nút menu tự động A1 đến A8 với A1 là tự động làm nóng, A2 là thịt, A3 là rau, A4 mì ống, A5 là khoai tây, A6 là cá, A7 đồ uống, A8 bắp rang. Để xác nhận món ăn bấm Confirm Start, chọn trọng lượng thực phẩm bằng cách điều chỉnh bằng thanh trượt, lò sẽ tự cài đặt thời gian thực hiện món ăn, bấm Confirm Start để lò hoạt động. Để rã đông thực phẩm theo thời gian, bấm vào phím rã đông thời gian có biểu tượng đồng hồ và giọt nước, sau đó kéo thanh trượt điều khiển thời gian phù hợp và bấm Confirm Start để lò hoạt động. Để rã đông thực phẩm theo trọng lượng, bấm vào phím rã đông trọng lượng có biểu tượng quả cân, sau đó kéo thanh trượt điều khiển trọng lượng của thực phẩm cần rã đông, lò sẽ tự cài đặt thời gian thích hợp và bấm Confirm Start để lò hoạt động. Để cài đặt giờ địa phương, bấm phím biểu tượng đồng hồ, để điều chỉnh giờ bấm 2 lần phím đồng hồ, kéo thanh trượt để chọn giờ, bấm nút đồng hồ lần nữa để điều chỉnh phút, kéo thanh trượt để điều chỉnh phút, bấm nút đồng hồ lần nữa để xác nhận. Để tạm dừng, bấm một lần phím Stop, Clear. Để hủy chương trình, bấm 2 lần phím Stop, Clear. Khóa bàn phím an toàn, nhấn giữ 3 giây phím Stop, Clear, màn hình sẽ hiển thị hình ổ khóa, khi đó không thể điều khiển lò vi sóng. Để mở khóa bàn phím giữ nhấn giữ 3 giây phím Stop, Clear, khóa bàn phím sẽ mở, biểu tượng ổ khóa trên màn hình sẽ mất, lò có thể điều chỉnh lại bình thường. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, mọi thắc mắc về sản phẩm hay cần tư vấn thêm thông tin vui lòng bình luận bên dưới hoặc gọi đến số hotline 18001212 để được giải đáp nhanh nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!